Dạ, con xin chào Hội Thánh ạ. Xin Hội Thánh hãy đứng lên và sẽ thờ phượng Chúa. Thưa chúng con, trước khi thờ phượng thì con muốn đọc vài lời và trong tiếng Anh và với tiếng Việt luôn ạ. In Psalm 103 say that, praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgive all our sins and heal all our disease, who redeem life from the pit and crown you with love and compassion. Hallelujah! Trong lời của Chúa Thi Thiên 103 nói rằng, lời linh hồn ta khá khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì trong chúng ta hãy ca tụng danh Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên ân huệ của Ngài. Ấy, Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và chữa lành mọi bệnh tật. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Mọi ân tứ rồi cũng sẽ qua đi, mọi sự giảng dạy rồi cũng sẽ qua đi, nhưng chỉ có sự thờ phượng sẽ ở trên thiên đàng mãi mãi. Amen! Xin mời anh chị em và các cô, các bác hãy đứng lên để thờ phượng với chúng con hôm nay. Con xin mời mọi người hãy lên về phía trên này để thờ phượng chung với chúng con. Hỡi các cửa đời đời, nâng cao lên, vinh hiển sẽ vào. Chúng ta hãy cùng nói lên, Giê-xu! 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 Oh,
Hola.
đấng ban thêm sức cho chúng con. Hallelujah, ngợi khen Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Như con nai cái mong chờ bên khe nước thì cũng vậy, linh hồn tôi hướng về Thiên Chúa, linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa, là Thiên Chúa hằng sống. Amen. You are the only one.
Alleluia. Cảm ơn Chúa chúng ta. Amen. Một mình Chúa chúng ta được tôn cao ở nơi đây. Amen. Chúa ơi, chúng con tôn cao danh của Ngài. Vì Ngài đã ban con một cho chúng con. Vì Ngài đã yêu chúng con. Vì Ngài đã hy sinh cho chúng con. Và Ngài đã sống lại. Amen. Chúa ơi, chúng con tin rằng sự hiện diện của Chúa đang ở nơi đây. Và trong sự hiện diện của Chúa, chúng con xin dâng lên người vinh hiển lên cho Chúa. Xin Chúa hãy cai trị mọi lòng của những ai ở trong phòng này mà chưa tin Chúa, xin Chúa hãy cai trị lòng của họ. Chỉ vì mình Ngài xứng đáng được tôn thờ và xứng đáng được vinh hiển, được tôn cao, được thờ phượng. Amen. Và chúng ta sẽ có giờ để nhận thực thánh. Giờ này xin hội thánh cùng đến với Chúa một lần nữa trong sự thờ phượng qua thánh và trong sự dâng hiến. Chúng ta không có chấm dứt sự thờ phượng sau khi chúng ta hát, nhưng trong sự thờ phượng chúng ta sẽ bày tỏ sự tôn kính của chúng ta đối với Chúa qua lễ thánh cũng như qua sự dâng hiến. Và đây là một cái phần trong trách nhiệm của những tín hữu theo Chúa. Và nếu các thân hữu, nếu chúng ta đến với hội thánh lần đầu tiên thì chúng ta không cần phải bận lòng về giờ này. Chúng tôi quan tâm tất cả mọi quý vị. Giờ này thì trong phần thờ phượng của chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ đến với Chúa qua lễ tiệc thánh, và hội thánh chúng ta sẽ có cơ hội để đi lên, chúng ta cùng nhận lấy tiệc thánh, và chúng ta sẽ cùng giữ chung với nhau. Và chờ, nếu có ai muốn dâng hiến thì chúng ta có hai hồng ở đây, chúng ta có thể dâng hiến trong giờ này. Right now, in this moment, we're going to have a chance to do our worship through tithing and also receive our communions. Worship doesn't stop at singing. Worship continue on with your sacrifice in tithing and giving. So right now, we're going to have communion right here in two boxes. For non-believer, it's okay for you guys to not come, but for all of us, I welcome you guys to come and receive the communion and tithing right now. Trong khi chúng ta vừa để lắng nghe những ngoài lời của mấy thánh, tôi xin được đọc một câu trong sách Isaiah đoạn 58 câu 12. I want to read this verse in Isaiah 58 verse 3 to 12. Tôi sẽ được đọc từ câu số 4. Thật các ngươi kinh ăn để tìm ra sự cãi cọ tranh cãi, đến nỗi nắm tay đánh nhau học cạch. Các ngươi kinh ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thống lên cao. Đã hát phải là sự kinh ăn mà ta đã chọn lựa, há là ngày người ta dặn lòng mình sao? Cúi đầu như cây sậy nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải là điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta đã chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những kẻ si hung ác, vỡ trói mắt và cho những kẻ thúc hiếp họ tự do, bẻ gãy mọi ách sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi về nhà mình khi thấy cái trần truồng thì mặc cho, và chớ hề về chớ trinh những kẻ quốc dục mình hay sao? Đây là một đoạn kinh thánh mà Chúa đã nhắc nhở chúng ta. Trong khi chúng ta nhận tiệc thánh thì chúng ta không phải chỉ nhận tiệc thánh theo một thói quen bình thường, nhưng chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng hay một đời sống cầu nguyện, trong đó có sự kiêng ăn, có sự ăn năn tội, và chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta điều chúng ta có thể làm trong tuần lễ tới này. Khi chúng ta nhận tiệc thánh, chúng ta nhớ đến những người nào đang gặp sự khó khăn. Chúng ta đau lòng về họ và chúng ta giúp đỡ cho họ. Chúng ta thấy có những người đang bị trói buộc thì chúng ta cầu nguyện để Chúa mở trói cho họ và Chúa giải phóng cuộc đời của họ. Yeah, I just want to read this verse you just read in Isaiah 58 verse 4. Your fasting and in quarreling and strife and in striking each other with wicked fists. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Verse 5.
is the kind of fast I have chosen, only a day for people to humble themselves. To humble themselves? Is it only bowing one's head like reed, and for lying in sackcloth and ashes? Is that what you call fast, a day of acceptable to the Lord? Ta cùng lời dự tiệc thánh. Tôi xin được đọc lời Chúa trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 23. Vả tôi có nhận nơi Chúa điều này, tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Xin chúng ta cùng dự qua đó. In Corinthians, 1 Corinthians 11 verses 23, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night where he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, broke it and said, this is my body, which for you, do this in remembrance of me. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is my new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, remembrance of me. Chúng ta đồng dự. Kính lạy Cha nhân từ, ngày này chúng con ra trước mặt, đến trước mặt Chúa. Lạy Chúa là đấng chủ thể của vũ trụ, với một lời phán của Chúa, hàng ngàn sa số những thiên hà được dựng nên, và Ngài là đấng uy quyền, Ngài là đấng giàu lòng yêu thương, và Ngài đã bỏ chính ngôi của Ngài để đến với chúng con. Giờ này Chúa cho phép con được làm con cái Chúa, cho chúng con được làm con của đấng chí cao, và cho chúng con có cơ hội để nối kết sự thông công với Ngài. Con cảm ơn Chúa vì chính Chúa Giêsu là con trời đã đến để nhận sự chết, nhận tội lỗi của chúng con và chết trên cây thập tự. Chúng con cảm ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài, bởi vì Chúa cho chúng con có một cơ hội thứ hai để chúng con trở về với Chúa, để chúng con ăn năn tội và chúng con được nhận lấy sự hòa hiệp ước hòa bình, được sự thông công với Chúa là đấng của chủ thể của vũ trụ này. Chúng con cảm ơn Chúa về điều đó. Này chúng con xin Chúa Ngài xét lòng chúng con, tha thứ những tội lỗi của chúng con, những điều gì chúng con chưa sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa Ngài mở mắt chúng con để chúng con có thể ăn năn, và trong những tuần lễ tới khi chúng con tưởng nhớ đến Chúa, thì chúng con xin Chúa cho chúng con được sống theo những gì Chúa dạy chúng con, không phải chỉ nghe lầm đủ chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thể thực hiện những lời của Ngài cho mỗi đời sống chúng con. Để chúng con xin chúc phước cho các ông bà anh chị em chúng con. Xin Chúa chữa lành bệnh tật của con ông bà anh chị em chúng con. Xin Chúa cởi trói và giải phóng những cuộc đời đang bị cầm tù, đang bị hư mất, đang bị gặp những sự khó khăn mà không vượt qua được. Có những người mất việc, xin Chúa cho và có công việc làm. Có những người đang có bệnh hoạn, xin Chúa Ngài chữa lành. Có những người cần được tái tạo, thì xin Chúa Ngài tái tạo đời sống họ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lord, we thank you so much for your love, your compassion, and your grace, Lord. I thank you so much that you're the God of the universe. With one word, you create the whole universe, Lord. I thank you so much for that, Lord. And I pray right now in this time, Lord, you would reveal to us as we're receiving your communion, Lord. I pray that you will reveal our heart of what we did that's not according to your word, Lord. To reveal that to us, then we can come to repentance, Lord. I pray that you would lead us into deliverance, into healing, into repentance, into sacrificing for you, Lord. And I pray that you will bless all of the people who have given today, Lord, that they are be blessed by your word, they be blessed with abundantly, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Xin mời chị Tâm lên để cầu nguyện cho số tiền dân. Con biết ơn Ngài. Chúng con biết ơn Ngài vì chúng con là chính.
chúng con chỉ là cát bụi nhưng Ngài yêu thương chúng con. Ngài mang cho chúng con ảnh tượng của Ngài, Ngài ban cho chúng con sự sống của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì dòng huyết của Ngài đã đổ cho chúng con được sống, để đến tìm kiếm chúng con trong nơi bụng lầy của tội lỗi. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài ngoài ca tiếng hát của chúng con cũng không đủ để nói lên lòng biết ơn của chúng con và sự vinh hiển của Ngài. Và Chúa ơi, Chúa ơi, những món tài vật này chúng con dâng lên cho Chúa cũng đã tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Ngài. Xin hãy đón nhận, Chúa ơi, hãy đón nhận và ban ơn chúc phước cho, để rồi lời của Chúa sẽ được rao giảng và tin lành của Ngài sẽ được phan phát ra cho tất cả mọi người. Cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Chúa ơi, xin hãy đón nhận như một thức hương thơm và lòng của chúng con dâng lên cho Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin mời hội thánh an toàn. Thì giờ này chúng ta có thời giờ để chào hỏi nhau. Chúng ta có cơ hội để chào hỏi những vị khách của chúng ta đến lần đầu tiên. Xin chúng ta cùng. This is the time where you can say hi to all of the neighbors, especially the one that you don't know.